cần sửa nữa, em thấy đẹp rồi. Cục vàng cục kim cương của bà đâu? Ra bà cho cái này này. Ba. Bà gọi em mà. Bà gọi chị đây. Gọi em ấy. Gọi chị á. À, đúng rồi. Bà ơi. Chào cho bà. Chào cho bà. Hằng và Tuyết đây ạ. Xem bà có cái gì cho đây này. Ôi bà ơi. Hả? Đang ở đâu mà đẹp thế bà? Bà mua cho hai cháu đấy. Mỗi cháu một tượng. Bên này là thỏ bà. Đúng rồi, ai mà tô đẹp hơn nha. Chiều nay bà cho đi khu vui chơi. Khu vui chơi hả bà? Ừ. Thế cháu Hằng tô cái nào? Hai cái này. Cháu tô Doraemon. Doraemon à? Thế Tuyết, cháu tô thỏ nhá. Nhường cho em chọn trước. Cháu? Chị nhường cho em chọn trước đây. Thôi rồi, thế hai cháu vào tô nha. Của Tuyết này. Wow, thỏ đẹp quá bà ơi. Cháu thích lắm ạ. Tô đẹp vào, tí nữa bà chấm điểm đấy. Vâng ạ. Con của em này, Doraemon đẹp nhá. Nhìn đây này, con của chị là một con thỏ cao hơn của em luôn. Ôi giời ơi, thỏ cao thì tô lâu xấu hơn. Này nhá, vào chuẩn bị mà tô đi. Chị chuẩn bị đi chơi đây. Mình sẽ phải tô thật đẹp để mình còn được đi khu vui chơi cơ. Yeah. Mình... Doraemon của mình xinh quá, đang nghe nhạc nữa nè. Trời ơi, làm sao mà đẹp bằng bạn thỏ của chị nha. Đây là thỏ nhưng mà mặt rất là cute nè. Cute thì cute, nhìn cứ kiểu ngơ ngơ đần đần kiểu gì ấy. Sao dám chê thỏ của chị đần hả? Chả thế, giống chủ thôi. Rồi em sẽ nhét tay chị ra mà xem. Doraemon, bây giờ mình sẽ tô màu của Doraemon trước đi. Mình sẽ tô ở đây là màu hồng đi. Eo ơi, hồng nhìn bánh bèo ơi là bánh bèo luôn. Ôi giời ơi, Doraemon tô xong có khi thành gì ta? Thành Seiko. Seiko được. Seiko kiểu gì xấu cho mà xem. Để xem ai xấu hơn nha. Không biết là chiều nay bà sẽ dẫn mình đi khu vui chơi nào đây nhỉ? Chị ở nhà thôi, cần gì biết đến điều đấy làm cái gì? Chị nghĩ là người ở nhà phải là em đấy. Để xem. Ý, đẹp chưa? Một màu hồng thật là mộng mơ. Eo, tô nhoén hết cả xung quanh kia kìa. Nhoè nhoẹt nhoè nhoẹt. Kệ chị. Xong màu xanh của Doraemon rồi. Xem của em nào. Nhìn nè. Đây. Của chị đây này. Đẹp chưa? Đúng. Màu xanh của em cũng đẹp nhờ. Của chị là màu hồng. Màu hồng thì cũng bình thường. Rồi, của em cũng xinh đấy. Em uống nước không? Chị lấy nước cho. Thế chị vào chị lấy hộ em luôn. Chị vào lấy nước đây, chị khát quá rồi. Lấy nước đá nhá. Ui, nhìn màu hồng nãy tưởng lòe loẹt, ai ngờ lên trên này nổi thế. Có khi còn đẹp hơn cả Doraemon của mình quá. Như này bà mà cho hòa thì ai sẽ là người được đi? Còn lâu mình mới nhường cho chị Tuyết nha. Muốn đẹp hơn mình á, còn lâu nha. Đấy, muốn đẹp hơn á. Sời. Tưởng dễ à? Này. Trời ơi. Thế này xấu mà luôn. Oh no. Ok đấy nhỉ. Em ơi, nước của em này. Chị uống rồi. Nước đá mà. Nước đá. Nhưng mà không có nước đá. Thế thôi em không uống nữa. Thế thôi để tí nữa chị bỏ ngăn mát cho nhá. Em tô chưa? Giờ em tô đây. Sao bàn thờ của chị lại bị đen thế này? Em bơi vào đây à? Chị buồn cười nhờ, sao chị lại nghĩ oan cho em thế? Ai mà biết được, thỏ từ nãy giờ chị để đâu thì nó vẫn nằm ở đấy mà. Sao lại thế đùa? Ai mà biết? Thì chắc là ngay từ đầu nó đã đen như thế, chị không để ý ấy. Rõ ràng từ nãy nó đâu có đen đâu. Có rồi. Thôi, chắc nhà sản xuất làm rồi. Cái này chắc... sửa làm sao được? Chắc là vẫn sửa được đấy. Sửa kiểu gì? Đây, chị sẽ sửa này. Ở đây thì mình sẽ làm tóc luôn, tại vì nó đã bị màu đen rồi. Sẽ để cho tóc màu đen luôn cũng đẹp mà. Kiểu gì cũng sẽ đẹp thôi. Đã bị màu đen vào đấy rồi á, còn sửa bằng trời. Cái gì vậy? Em xem này, em Hằng.
Chị thay đổi làm thành tóc màu đen luôn ơi, hợp đúng không nào? Tóc màu đen nhìn cũng được. Chị thấy đẹp mà nè. Wow, bây giờ chỉ cần tô cái bàn chân và bàn tay nữa, thế là xong rồi đấy. Kiểu gì á, một tí nữa bà cũng sẽ khen bức tranh của mình, tượng của mình. Trời ơi, như thế rồi mà vẫn sửa được đẹp. Biết thế mình ra tay mạnh hơn một tí nữa. Oh no. Ghét thật đấy. Như thế rồi, tí nữa mình sẽ cho biết tay luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ cố gắng tô cái bức tranh của mình thật là đẹp mới được. Đây, mũi nè, mũi màu đỏ ten ten. Sắp xong rồi, tí nữa mình sẽ tô cái áo với lại là cái tai nghe nữa là xong. Cái bụng này là màu hồng nhạt đi. Xinh xắn hơn nè. Hồng nhạt. Thỏ ơi, em có thích không? Em sắp được một bộ trang phục đẹp rồi đấy. Một cái bụng nữa là xong rồi. Em ơi, chị sắp xong rồi đấy. Nhanh vội. Em còn chưa xong đâu nè. Tại vì em tô màu của Doraemon nó nhiều hơn của chị mà. Chị còn tô cái tay nữa là ok này, là. Em bảo, đằng nào chị cũng sắp xong rồi. Chị giúp em một việc được không? Việc gì? Chị không tô hộ em đâu. Không, ai bảo chị tô đâu. Chị vào trong nhà, chị lấy cho em quả bim bim nha. Bim bim khổng lồ ấy. Nhưng mà bây giờ đang tô mà tay của em dính đầy mực đây còn gì nữa. Thế, em muốn ăn cơ. Tô xong đi, chị lấy cho nhá. Không, muốn bây giờ cơ. Đi, chị. Tí nữa. Rồi. Tí nữa là đói quá là không to được đâu. Rồi, được rồi, thế là chị vào tí để chị lấy cho nha. Ok chị. Có cơ hội rồi. Bây giờ cái con này mình sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ tranh thủ lúc chưa khô mình sẽ dội nước cho ướt hết luôn. Để xem của ai đẹp hơn. Đây, cắn cho em nha. Nào. Xem nào. À, hai đứa cháu của mình. Nó biết nó đi đâu rồi ấy nhỉ? Thằng nó làm cái gì thế kia? Kiên kiên. Cho màu ra đấy. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Chảy ra đi, chảy ra hết đi. Đó. Eo. Mặt lem lướt rồi. Nè, nè, cho màu hồng vào đây nè. Như thế này á, đừng xấu rồi đấy. Eo ơi, cái tay của mình như thế này nhá, vào có mà chị Tuyết biết ngay luôn. Ok. Tiếp tục câu của mình. Ý ạ, con bé này rõ xinh gái mà tại sao lại mưu mô như thế chứ? Doraemon ơi, em sắp đẹp hơn rồi. Bây giờ chị tự tin là em sẽ đẹp hơn con thỏ kia. Với một cái tai nghe màu tím nữa nè. Đây. Trời ơi, con thỏ kia trình đâu mà đọ với em đúng không Doraemon? Sướng. Em gái, xinh gái. Tiếp đến, phải cái này không? Ôi đúng rồi. Ăn chưa để chị bóc cho nha. Nhưng mà thôi, bây giờ em không cần ăn nữa. Thế mà bảo chị lấy làm gì? Thì gọi là lấy xong rồi tí nữa em ăn. Ủa thế chị để đây nhá. Okay. Ôi đẹp thế, chị xem nào. Đây, Doraemon. Xuất hiện luôn. Ui, đẹp hơn cả con của chị luôn. Tất nhiên là phải đẹp hơn rồi. Chị phải cố gắng tô cái mặt nữa. Oh no. Hả? Em? Hả? Trời ơi, sao con thỏ của chị lại ra như này? Chẳng lẽ chị tô màu ớt đến mức nó bị lem sao? Ồ, đúng rồi. Lúc nãy chị đổ nhiều nước vào trong màu quá nên là bây giờ nó lem ra đây này. Nhưng mà mặt thỏ của chị bị ướt giống như bị tắm á. Em tắm cho nó à? Trời ơi, dở mà tắm. Giờ này là hỏng hết rồi còn gì nữa. Này, còn hay là bên rồi? Trong con thỏ này có nước xong nó ngấm ra. Sao thế được? Bà mua cho mà, chả lẽ người ta đem nó đi nhúng nước à? Thôi em thấy như thế này cũng đẹp rồi. Đẹp lắm rồi ý. Đẹp đâu mà đẹp, mặt mũi nhom nhem đây này. Chị phải sửa nó mới được. Ơ, như này rồi vẫn sửa nữa. Phải sửa chưa? Phải sửa cho nó màu gì bây giờ? Này chị, không cần
cần phải sửa đâu, chị nhìn này. Đấy, thấy chưa? Đẹp ngang ngửa của em rồi đấy này. Đẹp đâu, con của em còn đẹp hơn con của chị. Không cần sửa nữa, em thấy đẹp rồi. Không. Ôi. Con xong, con xong. Xong. Ôi, vỡ rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Thôi, vỡ rồi. Thì coi như là số phận của nó rồi chị ạ. À. Sao lại thế được? Bà bảo ai con đẹp hơn sẽ được đi chơi mà. Thì vỡ ban đầu của chị rồi. Thôi coi như là kiểu này chị ở nhà vậy. Không, chị muốn đi chơi. Đi chơi đâu? Bây giờ con thỏ như này á, chắc chắn là không đi được đâu. Bây giờ em sẽ mang con Doraemon của em vào nộp cho bà để đi chơi đây. Thôi chị ở nhà nhá, chịu khó nhá. Sao lại thế? Mình đã rất là cố gắng để to mà vỡ hết rồi. Thỏ ơi. Doraemon ơi, giúp chị được đi chơi nha. Bà ơi. Ơi, đứa nào đây? Con ạ. À, bà nhìn đây, Doraemon nè, con tôi xong rồi đây. Thế chị Tuyết đâu? Bà ơi. Hả? Chị Tuyết á. Chị Tuyết con xấu cực. Xong rồi gần đến giờ đi nộp rồi á. Lại hậu đậu. Trời ơi, cháu chưa thấy ai mà hậu đậu như thế. Đánh vỡ cả tượng luôn á. Đánh vỡ cả tượng luôn. Bây giờ không có để mà nộp cho bà đâu. Đã khóc hu hu trong cái kia. Có thật là đánh vỡ cả tượng không? Vâng, nát bé bét rồi. Hay là cháu Hằng của bà làm vỡ hả? Cháu Hằng nào ạ? Cháu phải khai thật cho bà biết nha. Hồi nãy bà đã nhìn thấy những hành động sai trái của cháu. Thứ nhất đó là làm bẩn tượng của chị. Thứ hai đó là tắm cho tượng. Và thứ ba đó là gì? Thứ ba là gì? Không là bà cho ăn đòn bây giờ. Bà nhìn thấy hết rồi à? Bà đã nhìn thấy hết rồi đấy nha. Khai mau, có phải là cháu làm vỡ tượng của chị không? Là cháu lỡ tay làm tượng của chị bị đổ ạ. Tại sao cháu lại có những hành động sai trái như thế hả Hằng? Cháu có biết là làm như thế là gian lận trong thi cử này? Đấy không phải là cuộc thi, nhưng mà đây là bà giao nhiệm vụ cho hai cháu. Cháu nào cũng phải thi công bằng như nhau chứ. Tại sao người nhà với nhau mà cháu lại làm như thế? Trong khi người ngoài cháu cũng không được phép làm như thế, nhớ chưa? Tại vì bà bảo là chỉ có một người được đi chơi thôi, nên là cháu sợ chị Tuyết được đi chơi. Thế thì phải công bằng chứ. Bà xem Doraemon nào. Đây à. Tượng Doraemon của cháu to thì rất là đẹp. Nhưng mà nhân phẩm và nhân cách của cháu như thế là sai trái, không được đẹp. Thế nên là chuyến đi chơi chiều nay là dành cho chị Tuyết. Cháu bảo ai tô đẹp hơn mà, cháu tô đẹp hơn rồi. Cháu tô đẹp nhưng mà có những cái cháu không đẹp. Thế nên là chiều ngày hôm nay á, cháu sẽ phải ở nhà úp mặt vào tường nhận hình phạt cho bà. Bà ơi, cháu biết lỗi rồi. Bà đừng phạt cháu mà cho cháu đi chơi với. Không, cháu biết lỗi thì từ lần sau bà có thể xem xét, nhưng lần này bà chắc chắn không bỏ qua đâu. Vào trong nhà và xin lỗi chị Tuyết ngay đi. Vâng ạ. À. Hứa từ lần sau không được như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ. À. Ừ. Phải dạy cho một bài học như thế thì mới chừa được, mới là con ngoan trò giỏi được.